Đại từ đại bi.
Yeah.
Hãy subscribe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nguyện tất cả chúng con thành tâm đọc tụng Đại Thừa Bát Nhã Tâm Kinh lễ Phật lễ Tổ sám hối. Nguyện đem công đức lần này hồi hướng tất cả Phật tử hiện diện được tai ấp tiêu trừ quan khiên dứt sạch bệnh căn thuyên giảm gia quyến an khang lòng tin tam bảo càng sâu tâm từ đội chúng sinh tăng trường và nguyện cầu siêu các ân linh nguyện quan quẩn pháp danh như thành 72 tuổi quỳnh thiện phước pháp danh thiện phước 75 tuổi quanh tú lô 58 tuổi dụ thị hường 78 tuổi cao thị hợi pháp danh ngọc trực 99 tuổi nguyện tất cả hương linh được phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tâm khởi niệm từ bi xa rời đường dữ tinh sau tam bảo xin cội Phật an vui các nguyện viên cho nhân loại các thể tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa nguyện cho ba nghiệp chống tiêu chấn tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời an ổn cùng tất cả chúng sinh khắp trong phạm giới đều trọn thành Phật đạo.